Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Cháy lớn tại một xưởng sản xuất bao bì đựng thức ăn nhanh tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam. Cột khói bốc lên hàng chục mét. Phản ánh của khán giả Lê Nga có số điện thoại 0963 và số cuối 414. Vụ cháy lớn tại xưởng bột nhang diễn ra vào chiều 19 tháng 6 tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận 2 công nhân thiệt mạng do quay lại chữa cháy. Phản ánh của khán giả Nguyễn Văn Hiệu có số điện thoại 0978 và số cuối 421. Ô tô chèn ép xe máy ngã trên đường Giáp Hải, Gia Lâm, Hà Nội, đi lên đường Vành Đai 3 rồi bỏ chạy gây phẫn nộ. Phản ánh của khán giả Thu Hà có số điện thoại 0978 và số cuối 421. Tại Hà Tĩnh, mất an toàn giao thông do người dân đặt vật cản trên các tuyến đường. Phản ánh của khán giả Nhật Bảo có số điện thoại 0919 và số cuối 199. Biến cửa tiệm áo dài thành sân khấu Sài Gòn xưa. Phản ánh của khán giả Hương Mai có số điện thoại 0987 và số cuối 142. Thưa quý vị, vào chiều 20 tháng 6 trên địa bàn huyện Đại Lộc, Quảng Nam đã xảy ra vụ cháy lớn tại xưởng sản xuất bao bì đựng thức ăn nhanh. Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào lúc 13 giờ 15 phút cùng ngày tại xưởng sản xuất có diện tích khoảng 1.900 m², thuộc địa bàn thôn Phú Quý, xã Đại Hiệp. Sau khi xảy ra vụ cháy, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo lực lượng chức năng huyện và xã Đại Hiệp khẩn trương tiếp cận hiện trường để xử lý và báo cáo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh hỗ trợ. Có mặt tại hiện trường, các lực lượng chức năng đã tiến hành các biện pháp để dập tắt đám cháy và khống chế không để đám cháy lan sang các cơ sở lân cận. Thông tin ban đầu chưa có thiệt hại về người và chưa thống kê được thiệt hại về tài sản. Cùng với các lực lượng của xã, huyện, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh cũng đã có mặt để hỗ trợ dập lửa. Ngày 20 tháng 6, liên quan đến vụ cháy lớn xưởng bột nhang, hai người thiệt mạng ở huyện Bình Chánh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ PC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng các lực lượng tiếp tục làm rõ nguyên nhân. Trước đó, hơn 14 giờ chiều ngày 19 tháng 6, đám cháy bùng lên dữ dội từ cơ sở sản xuất bột nhang có kết cấu xây dựng tường gạch mái tôn, có hai lối thoát nạn, cửa chính và cửa sau thông qua nhà dân, trên đường Trần Văn Dầu, xã Phạm Văn Hai. 11 công nhân thấy cháy đã chạy ra ngoài, song hai người quay lại để chữa cháy không may bị cơ sở đổ xuống đè tử vong. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Bình Chánh điều động 6 xe cùng 33 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Cảnh sát sau đó tìm thấy thi thể một người. Đến sáng ngày 20 tháng 6, cảnh sát mới tìm thấy thi thể người thứ hai. Được biết, hai công nhân này đã thoát ra ngoài an toàn, nhưng quay lại tham gia chữa cháy thì sụp đổ cấu kiện xây dựng và mắc kẹt trong đám cháy. Sáng ngày 20 tháng 6, đại diện đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Hà Đông cho biết, đơn vị vừa kịp thời giải cứu một người mắc kẹt trong ngôi nhà đang cháy tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội. Theo Công an quận Hà Đông, vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng có địa chỉ số 8B, ngõ 3, xóm 4, Hà Trì 4, phường Hà Cầu. Khoảng 2 giờ 40 phút cùng ngày, người dân phát hiện có cháy tại tầng 1 và 2, ngôi nhà 5 tầng và báo cho chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, lực lượng tại chỗ gồm người dân và tổ liên gia phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng đến hỗ trợ công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Công an thành phố Hà Nội điều động 8 xe chữa cháy của các đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Hà Đông, Thanh Xuân, đội phòng cháy chữa cháy khu vực 4, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội đến hiện trường dập lửa.
Tại hiện trường, tầng 1 và tầng 2 của ngôi nhà bốc cháy dữ dội, lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai đội hình cứu nạn cứu hộ, kịp thời cứu một nạn nhân ra ngoài an toàn. Sau hơn 1 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Thống kê ban đầu không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và xe máy đang thu hút được sự quan tâm và chú ý từ đông đảo cộng đồng mạng. Người đăng tải video cho biết sự việc xảy ra vào ngày 19 tháng 6 vừa qua, khi xe ô tô có gắn camera hành trình đang di chuyển trên đường Giáp Hải, Gia Lâm, Hà Nội, đi lên đường Vành Đai 3, hướng từ cầu Thanh Trì đi Bắc Ninh. Lúc này, từ phía sau, một xe ô tô con màu đen hiệu Vios mang biển kiểm soát 99A65015 chạy khá nhanh, bất ngờ vượt lên trên. Sau khi tăng tốc vượt qua một ô tô khác, chiếc Vios bất ngờ đánh lái khiến đuôi xe va chạm mạnh với một xe máy đang di chuyển cùng chiều ở bên cạnh. Hậu quả, hai người trên xe máy bị hất văng xuống mặt đường, trong khi người điều khiển có thể đứng dậy và di chuyển, thì người ngồi sau có vẻ bị thương nặng, nằm im bất động. Đám nói, trong khi các phương tiện khác đều dừng lại để xem xét, giúp đỡ người bị nạn, thì chiếc xe ô tô con sau va chạm đã tăng tốc rời khỏi hiện trường. Dù chưa rõ sự việc cụ thể ra sao, vậy nhưng đoạn video sau khi đăng tải đã nhận được hàng chục ngàn lượt xem và bình luận. Đa số ý kiến đều tỏ ra bức xúc, phẫn nộ trước hành vi tham gia giao thông nguy hiểm của chủ xe Vios, đồng thời mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý nghiêm theo quy định. Vào những ngày này, khi đang vào mùa thu hoạch lúa xuân, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi phơi thóc, nhất là người dân dùng cả cây khô, gạch, đá che chắn không cho xe đi vào khu vực phơi thóc. Điều này ảnh hưởng không nhỏ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông trên nhiều đoạn đường. Dọc các tuyến đường giao thông nông thôn ở nhiều địa phương của tỉnh Hà Tĩnh, nhiều hộ dân sau khi cắt lúa xong, thay vì mang về nhà phơi, nhưng lại lấy lòng đường làm sân phơi, cản trở việc đi lại của nhiều người, phương tiện tham gia giao thông. Người dân còn dùng cả gạch đá, cây khô, xếp để chắn không cho các phương tiện giao thông đi vào khu vực phơi lúa, gây những mối nguy hại khó lường. Không những thế, ngoài việc chiếm dụng lòng đường phơi lúa, người dân còn vô tư đắp những đống rơm rạ cao vút, đốt rơm rạ tràn lan, khói mù mịt che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông. Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp tai nạn giao thông nào liên quan đến việc phơi lúa, rơm rạ trên đường. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho người điều khiển phương tiện giao thông mỗi khi ngày mùa đến, chính quyền các địa phương phải thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các quy định đảm bảo an toàn giao thông. Lực lượng chức năng phải thường xuyên phối hợp với chính quyền các địa phương tiến hành tuần tra, kiểm soát và nhắc nhở bà con nông dân không phơi thóc, rơm rạ trên đường, đặt cây khô, gạch đá che chắn, không cho xe đi vào khu vực phơi thóc, tiềm ẩn mất an toàn giao thông. Hàng loạt cây xanh trên đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh bị bề mặt bê tông, gạch lát vỉa hè bóp nghẹt quanh gốc đã được đơn vị quản lý giải cứu. Sau khi rà soát và kiểm tra, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh đã cho nhân viên tiến hành tháo gỡ các dây xích, phá lớp bê tông vây chặt các gốc cây dọc hai bên đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp. Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 19 tháng 6, các nhân viên thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh phải sử dụng đòn bẩy, dụng cụ đục để phá lớp bê tông dày khoảng 3 đến 4 cm, bóp nghẹt khiến nhiều gốc cây biến dạng. Cạnh đó, các cây xanh thiếu không gian sống, bị gạch lát vỉa hè đâm sâu vào gốc cũng được xử lý, tạo bồn lại. Sau khi đục phá lớp bê tông, nhiều người dân không khỏi xót xa trước hiện trạng gốc cây bị biến dạng, vỏ chóc khô, thậm chí có cây xanh đã nuốt luôn một phần bê tông, không thể gỡ bỏ hẳn. Trước đó, báo chí từng ghi nhận, hai bên đường Nguyễn Thái Sơn có hơn 20 cây xanh cao từ 4 đến 5 mét, gốc cây có đường kính 20 đến 30 cm đang bị biến dạng.
lớp bê tông vỉa hè đâm sâu vào gốc, rễ cây, gốc cây không có không gian để thở. Để lâu có thể dẫn tới cây bị chết dần. Thậm chí người dân dùng dây xích lớn, ổ khóa cột chặt bảng hiệu cửa hàng vào cây xanh, khiến phần vỏ cây bị bong chóc, khô héo khi gặp thời tiết nắng nóng. Trong số gần 700 thành viên câu lạc bộ Đại Điền tỉnh Thái Bình, anh Phan Quốc Cường sinh năm 1997 là một trong những gương mặt trẻ nhất. Dù xác định khởi nghiệp từ nông nghiệp nhiều vất vả và là bài toán khó với nhà nông trẻ, song chàng thanh niên 27 tuổi này luôn nỗ lực nuôi dưỡng khát vọng làm giàu từ chính ruộng đồng quê hương. Những ngày này đang là cao điểm thu hoạch vụ lúa xuân ở Thái Bình. Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động, nhiều thanh niên đã rời đồng ruộng và làm việc trong các nhà máy, các khu công nghiệp. Đồng ruộng nhiều nơi bỏ hoang, không người cày cấy. Với quyết tâm hồi sinh những cánh đồng hoang hóa, chàng trai Chiến X Phan Quốc Cường đã bàn bạc với cha thuê lại 47 mẫu ruộng của bà con trong vùng để trồng lúa. Chuyên canh trên diện tích lớn, Phan Quốc Cường đã mạnh dạn đầu tư gần 1,5 tỷ đồng để cơ giới hóa toàn bộ quy trình sản xuất, từ khâu gieo mạ đến thu hoạch. Không chỉ phục vụ nhu cầu sản xuất trên đại điền của mình, anh Cường còn làm dịch vụ, phục vụ hàng trăm hộ dân trong vùng, đồng thời tổ chức thu mua thóc từ hơn 200 mẫu ruộng của một số đại điền và bà con nông dân. Từ khi Cường thành lập cái mua máy về phục vụ bà con nông dân ở trong xã, thì nói chung là bà con cũng đỡ được nhiều nhân công mà thuê những cái máy ở khác ở xa về họ lấy 140 một xào, nhưng mà Cường là thanh niên trẻ, nó sẽ hỗ trợ bà con bằng 130 một xào. Cùng với mở rộng diện tích canh tác lúa, hồi sinh những cánh đồng hoang, anh Phan Quốc Cường còn kết hợp nuôi bê và bò thương phẩm, bình quân mỗi năm thu về trên 600 triệu đồng. Với đam mê nông nghiệp, vụ mùa tới, anh Cường thử nghiệm làm lúa giống, hướng tới phát triển theo mô hình hợp tác xã. Với thế mạnh của thanh niên trẻ, năng động, có khả năng tiếp cận công nghệ, làm chủ công nghệ, những mô hình nông nghiệp đại điền của thanh niên trẻ như anh Phan Quốc Cường đang mở ra những hướng phát triển mới, giúp ngành nông nghiệp Thái Bình từng bước chuyển mình theo hướng hiện đại, bền vững. Nhằm tạo sự chú ý cho khách hàng tiềm năng và vừa để thỏa mãn đam mê ca hát, chị Phạm Thị Thu Hiền, chủ một tiệm áo dài ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã biến mặt tiền cửa tiệm thành sân khấu. Bản thân chị thì trang điểm như một danh ca để biểu diễn. Cách làm này đã thu hút đa số ánh nhìn và tạo cảm giác thích thú cho người đi đường. Chiều tà, khi con đường trước cửa tiệm bắt đầu đông xe, giờ tan tầm, chị Hiền lại sửa soạn lên đồ. Một bộ tóc giả, cách trang điểm mang đậm phong cách Sài Gòn trước năm 2000. Từ một bà chủ tiệm cá tính, chị hóa mình thành một danh ca và bắt đầu trình diễn. Sân khấu được hai vợ chồng chị tự chuẩn bị, có đầy đủ rèm đỏ, đèn và khói. Khán giả của chị là tất cả những người ngoài kia tò mò về chị, bao gồm cả trực tiếp và trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội. Nữ ca sĩ tại gia này thường thể hiện những ca khúc đầy hoài niệm như Lệ Đá, Con Đường Xưa Em Đi và nhún nhảy trên nền những bài hát vang danh một thời. Chị Hiền bị liệt một dây thanh quản, nhưng vì đam mê nên vẫn thường xuyên ra tiệm thu âm mấy chục bài hát. Rồi mỗi ngày trong tuần, chị sẽ lại nhép, lại cháy trên sân khấu của riêng chị. Trước lễ 30 tháng 4 một năm là mình lên sân khấu luôn. Thì hôm đó là gần như là chưa trang điểm, có tóc không ta, tóc thì có sẵn rồi, có bộ tóc tém sẵn rồi. Và khi mà mình lên như vậy thì vô tình có một bé đi ngang và quay clip, sau đó thì là lên triệu view. À, bé đó là bé đầu tiên lên luôn, thì nguyên cái đạt mà cái khoảng mà nghỉ lễ mấy ngày á, là thứ nhất là mình cũng có trang điểm để mình ra để bắt đầu diễn, nhưng mà tại vì đường nó vắng, toàn bộ người ta nghỉ lễ mà, cho nên cái đường này nó vắng và mình dừng lại và mình không diễn. Cho đến khi mà sau lễ thì mình nguyên cái khoảng mà mình đếm cái số lượt viral trên các mạng xã hội á, trên TikTok với lại Facebook á, là khoảng 7 triệu mấy. Diện áo dài khi biểu diễn trưng thêm một vài bộ theo ngày, chị Hiền đã khéo thu hút được khách ghé vào tiệm. Doanh số của cửa hàng cũng tăng lên khá nhiều. Chị cũng có cả khách nước ngoài qua nền tảng online. Chị bán một lần 10 đơn hàng cho người Việt ở Pháp nhờ vào sự nổi tiếng trên mạng. Bắt đầu cứ mỗi buổi chiều là đó, giờ này là giờ đông khách, và mình bắt đầu là lên là
kéo rèm xuống là đón con về, cái là thả con, cái là lên trên múa lửa tới khoảng gần 7 giờ. Tại vì mình không có để quá trễ, là tại vì thứ nhất là khi đường vắng rồi thì âm thanh nó sẽ ồn với những cái nhà chung quanh người ta, nó vang vô nhà thì người ta sẽ khó chịu hơn. Cho nên là canh cái tầm cao điểm nhất. Mà bị cái bệnh giống như cái máu, giống như cũng hơi có máu nghệ sĩ xíu, tại hồi xưa mình cũng có đi diễn. Cho nên khi mà càng đông người mà càng nhìn, giơ tay chào này nọ, khí thế diễn sung lắm ơi, diễn như đúng rồi luôn á. Đó, cho nên rất là thích cái cảm giác đứng trên sân khấu đó. Trời ơi, thói quen luôn á, nếu mà cái ngày thứ bảy chủ nhật cũng có nhiều người, kể cả mình cũng lâu lâu cũng sẽ hỏi là có lên hay không. Tại vì nó quen lỗ tai rồi, nên là thấy nó cũng thú vị. Song song đó, những mặt hàng trong cửa tiệm của chị cũng độc đáo, sáng tạo không kém cách chị kéo khách về tiệm. Tiệm mình là những cái mẫu họa tiết đều là phiên bản giới hạn hết. Cho nên là khi mà hôm đó là trưng bày những cái mẫu mà họa tiết hoa hướng dương nó rất là nổi. Chị mới nói luôn cái mẫu này không phải gu chị. Nhưng mà chị vẫn tin lại bên em đó, bên trong em sẽ có những cái mẫu họa tiết lạ lạ, thì vô chị lựa cũng 4-5 cái. Và chị rất là thích cái họa tiết luôn, tại vì nó hiện đại, dáng thì vẫn chuẩn truyền thống. Thứ nhất là nó phải tôn dáng, thứ hai là thêm nhấn nhá những cái họa tiết hiện đại và kiểu mà giống như hai tà mình thiết kế riêng, độc quyền của mình luôn. Thì khi mà người mặc vào thì nó sẽ cảm thấy nhấn cái phần eo, nó đẩy dáng và nó giúp cho người mặc nó gọn hơn. Sài Gòn xưa đối với chị Thu Hiền là cả một miền ký ức rất thơ. Chị theo đuổi nét đẹp của những năm xưa cũ, bao gồm cả việc làm áo dài truyền thống trong nhiều năm liền, cũng như khéo chọn cách thu hút khách hàng. Với chị, áo dài phù hợp với người phụ nữ Việt mọi lúc, mọi nơi. Và không chỉ là muốn kéo khách cho cửa hàng, chị Hiền càng mong hình ảnh áo dài lan tỏa đi xa, tự hào với một nét giá trị Việt. Phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay. Chiều ngày 20 tháng 6, trên địa bàn huyện Đại Lộc, Quảng Nam, đã xảy ra vụ cháy lớn tại xưởng sản xuất bao bì đựng thức ăn nhanh. Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra lúc 13 giờ 15 phút cùng ngày tại xưởng sản xuất, có diện tích khoảng 1.900m2, thuộc địa bàn thôn Phú Quý, xã Đại Hiệp. Thông tin ban đầu chưa có thiệt hại về người và chưa thống kê được thiệt hại về tài sản. Phản ánh của khán giả Lê Nga có số điện thoại 0963 3 số cuối 414. Ngày 20 tháng 6, liên quan đến vụ cháy lớn xưởng bột nhang, hai người thiệt mạng ở huyện Bình Chánh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ PC07, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cùng các lực lượng tiếp tục làm rõ nguyên nhân. Trước đó, hơn 14 giờ chiều ngày 19 tháng 6, đám cháy bùng lên dữ dội từ cơ sở sản xuất bột nhang có kết cấu xây dựng tường gạch mái tôn, có hai lối thoát nạn, cửa chính và phía sau thông qua nhà dân. Trên đường Trần Văn Dầu, xã Phạm Văn Hai, 11 công nhân thấy cháy đã chạy ra ngoài, song hai người quay lại để chữa cháy, không may bị cơ sở đổ xuống đè tử vong. Phản ánh của khán giả Nguyễn Văn Hiệu có số điện thoại 0978 3 số cuối 421. Sáng ngày 20 tháng 6, đại diện đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an quận Hà Đông cho biết, đơn vị vừa kịp thời giải cứu một người mắc kẹt trong ngôi nhà đang cháy tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội. Theo Công an quận Hà Đông, vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng có địa chỉ số 8B, ngõ 3, xóm 4, Hà Chí 4, phường Hà Cầu. Khoảng 2 giờ 40 phút cùng ngày, người dân phát hiện có cháy tại tầng 1 và 2 ngôi nhà 5 tầng và báo cho chính quyền địa phương. Phản ánh của khán giả Nguyễn Thu Hằng có số điện thoại 0874 3 số cuối 751. Vào ngày 19 tháng 6 vừa qua, khi xe ô tô có gắn camera hành trình đang di chuyển trên đường Giáp Hải, Gia Lâm, Hà Nội, đi lên đường Vành Đai 3, hướng từ cầu Thanh Trì đi Bắc Ninh. Lúc này, từ phía sau, một xe ô tô con màu đen hiệu Vios mang biển kiểm soát 99A-65015 chạy khá nhanh, bất ngờ vượt lên. Sau khi tăng tốc vượt qua một ô tô khác, chiếc Vios bất ngờ đánh lái,
khiến đuôi xe va chạm mạnh với một xe máy đang di chuyển cùng chiều bên cạnh. Hậu quả, hai người trên xe máy bị hất văng xuống mặt đường. Trong khi người điều khiển có thể đứng dậy và di chuyển, thì người ngồi sau có vẻ bị thương nặng, nằm im bất động. Phản ánh của khán giả Thu Hà có số điện thoại 0978 3 số cuối 421. Vào những ngày này, khi đang vào mùa thu hoạch lúa xuân, không khó bắt gặp hình ảnh người dân lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi phơi thóc. Nhất là người dân dùng cả cây khô, gạch đá, che chắn, không cho xe đi vào khu vực phơi thóc. Điều này ảnh hưởng không nhỏ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông trên nhiều đoạn đường. Để đảm bảo an toàn cho người điều khiển phương tiện giao thông mỗi khi ngày mùa đến, chính quyền các địa phương phải thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các quy định đảm bảo an toàn giao thông. Phản ánh của khán giả Nhật Bảo có số điện thoại 0919 3 số cuối 199. Hàng loạt cây xanh trên đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh bị bề mặt bê tông gạch lát vỉa hè bóp nghẹt quanh gốc đã được đơn vị quản lý giải cứu. Trước đó, báo chí từng ghi nhận hai bên đường Nguyễn Thái Sơn có hơn 20 cây xanh cao từ 4 đến 5 mét, gốc cây có đường kính 20 đến 30 cm đang bị biến dạng. Lớp bê tông vỉa hè đâm sâu vào gốc, rễ cây gốc cây không có không gian để thở, để lâu có thể dẫn tới cây bị chết dần. Thậm chí người dân dùng dây xích lớn, ổ khóa cột chặt bảng hiệu cửa hàng vào cây xanh, khiến phần vỏ cây bị bong chóc, khô héo khi gặp thời tiết nắng nóng. Phản ánh của khán giả Lê Minh Hương có số điện thoại 0978 3 số cuối 412. Trong số gần 700 thành viên câu lạc bộ Đại Điền tỉnh Thái Bình, anh Phan Quốc Cường, sinh năm 1997, là một trong những gương mặt trẻ nhất. Dù xác định khởi nghiệp từ nông nghiệp nhiều vất vả và là bài toán khó với nhà nông trẻ, song chàng thanh niên 27 tuổi này luôn nỗ lực nuôi dưỡng khát vọng làm giàu từ chính ruộng đồng quê hương. Những mô hình nông nghiệp Đại Điền của thanh niên trẻ như anh Phan Quốc Cường đang mở ra những hướng phát triển mới, giúp ngành nông nghiệp Thái Bình từng bước chuyển mình theo hướng hiện đại, bền vững. Chia sẻ của khán giả Hà Thu có số điện thoại 0394 3 số cuối 421. Tới đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc là liên lạc đến số điện thoại của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.